Chào các bạn, trong tầm giá khoảng 7 đến 8 triệu đồng, hiện nay thì Paponet và Vega Aran 2 là một trong những sản phẩm có cấu hình cực tốt. Nếu cũng là một trong số rất nhiều bạn trẻ đang phân vân giữa hai chiếc máy này thì video so sánh chi tiết sau đây sẽ rất hữu ích với bạn. Các bạn đang theo dõi video tại D-Channel, kênh video công nghệ chính thức của di động thông minh. Các bạn có thể truy cập website didongthongminh.vn để tham khảo thêm những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Về thiết kế, chắc chắn Aran 2 ăn đứt Paponet với một viền kim loại liền mạch bao quanh thân máy cho cảm giác cầm cực kỳ đầm tay. Trong khi đó, trên Paponet chỉ là viền nhựa mạ kim loại, không biết là có dễ bong chóc như trên các sản phẩm như Galaxy S3 hay không. Cách phối màu của Aran 2 cũng rất hay, như các bạn thấy trên tay mình đây là chiếc máy này được phối hai màu đen và vàng, nhìn cực kỳ đẳng cấp. Ngoài ra, máy cũng có vị trí để loa ngoài khá lạ, nằm ở ngay phần thân máy này. Còn về phần Paponet, tuy không tỏ ra cứng cáp như Aran 2, nhưng khi cầm lại có cảm giác rất thích nhờ mặt lưng được bắt cong vừa tay. Chất liệu của nắp lưng này cũng khá đặc biệt, cầm đỡ bám vân tay hơn hẳn so với nắp lưng của chiếc điện thoại đến từ Pantech. Nhắc đến Aran 2, phải nói luôn là mình không thích cụm camera nổi lên của máy, vừa mất thẩm mỹ lại vừa dễ làm chảy xước camera sau này. Nhìn chung, chiếc Aran 2 nhỉnh hơn về thiết kế từ chất liệu, chất lượng gia công cho đến cách phối màu của sản phẩm, còn Paponet thì chỉ có ưu điểm ở cảm giác cầm mà thôi. Cấu hình là điểm mạnh nhất của hai chiếc máy này. Bộ đôi này cùng sở hữu con chip Snapdragon S801 dung nhịp 2.3GHz, GPU Adreno 330 cùng với bộ nhớ RAM 3GB. Với cấu hình khủng như thế này thì ít nhất cả hai đều có khả năng sử dụng từ 1 đến 2 năm nữa mà các bạn vẫn chưa phải lo về việc quá tụt hậu cấu hình. Thử nghiệm tất cả các game, ứng dụng từ nhẹ nhàng cho đến nặng nề nhất thì chưa một ứng dụng nào có thể làm khó hai chiếc máy này. Mình đã thử chạy benchmark bằng phần mềm AnTuTu, Paponet đạt khoảng 42.000 điểm, còn Aran 2 có điểm số là hơn 40.000. Với danh nghĩa là một sản phẩm tầm trung, nhưng về cấu hình thì hai chiếc máy này không hề kém cạnh, thậm chí là còn vượt mặt khá nhiều sản phẩm cao cấp hiện nay. Với tầm giá cùng cấu hình như vậy thì không còn gì để chê trách nữa, rất tuyệt vời. Màn hình là điểm khác biệt lớn giữa hai sản phẩm này. Nếu như trên Aran 2 là màn hình Super AMOLED 5.3 inch, thì chiếc Paponet có màn hình IPS 5 inch. Độ phân giải của cả hai thì đều là Full HD. Thay vì sử dụng màn hình IPS như trước kia, Vega Aran 2 được nhà sản xuất Pantech trang bị màn hình Super AMOLED Plus với những ưu điểm nổi bật như màu sắc nhịn mắt, rực rỡ, cho góc nhìn rộng và thoải mái và rất thích hợp với nhu cầu giải trí, xem phim hay là chơi game. Với kích thước không quá lớn nhưng mà có độ phân giải Full HD, cả hai máy tỏ ra khá vượt trội với khả năng hiển thị của mình, chất ảnh mịn, chữ nghĩa rõ ràng, nhờ độ sáng màn hình cao nhưng bạn hoàn toàn có thể dễ dàng quan sát ở điều kiện ngoài trời. Mặc dù màn hình của Paponet là IPS nhưng lại ám vàng khá nhiều. Còn như đặc điểm của màn hình AMOLED, màn hình của Aran 2 ám xanh, tuy nhiên Pantech khá khôn ngoan khi để tông màu chủ yếu là màu đen, vừa tiết kiệm điện hơn lại vừa giấu đi được điểm yếu này của máy. Mình thử xem ảnh hay video trên cả hai thì đều thấy rất thích mắt, cực kỳ xứng đáng với tầm tiền này. Camera cũng là một thế mạnh của cả hai chiếc máy với độ phân giải 13 megapixel. Nhìn ra phía sau, ta có thể thấy cụm camera khủng ở phía sau của Aran 2 hỗ trợ đèn flash trợ sáng. Chất lượng hình chụp từ Vega Aran 2 này được cải tiến khá đáng kể với khả năng chụp chiếu sáng tốt hơn, độ chi tiết cao. Pantech cũng trang bị cho máy rất nhiều chế độ chụp và nhiều hiệu ứng chỉnh sửa ngay sau khi chụp. Camera trước của máy thì có độ phân giải 2 megapixel, thuận tiện cho việc chụp ảnh chân dung hay là chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Paponet cũng có điểm mạnh về phần mềm khi được trang bị đầy đủ các tính năng chụp ảnh thông minh như là chụp HDR, chụp liên tục hay là selfie bằng camera sau. Camera trước cũng được trang bị một số tính năng như là tạo ảnh gíp, HDR, chụp tối hay là làm đẹp. Máy có tốc độ lấy nét, chụp và lưu ảnh nhanh, tuy chưa thể so sánh với các điện thoại cao cấp như là S5 hay là G3. Với độ phân giải 13 megapixel, ảnh chụp từ Paponet có độ nét và độ chi tiết khá, nằm trên ở mức chấp nhận được nhưng mà chưa thể gọi là xuất sắc. Với viên pin 3.220 mAh so với 2.300 mAh của Paponet, Aran 2 hoàn toàn ăn đứt về thời lượng sử dụng. Với cấu hình khủng như vậy, nhiều người tỏ ra lo ngại khi thấy dung lượng pin của Paponet chỉ là 2.300 mAh, trong khi những smartphone cao cấp thường được trang bị viên pin từ 2.600 đến 3.000 với cùng một cường độ như là mật Wi-Fi 3G 24/24, check mail và Viber liên tục, đồng thời chơi game và vào Facebook khoảng 30 phút. Aran 2 vẫn đủ sức trụ lại đến gần cuối buổi chiều ngày thứ hai, còn chiếc Paponet chỉ lê lết đến cuối ngày đầu tiên được mà thôi. Việc hỗ trợ thay thế và đi kèm pin đắp sạc của Aran 2 có thể giúp chiếc máy sử dụng liên tục cũng là một điểm cộng cực lớn. Với tầm giá này thì Vega Aran 2 sở hữu khá nhiều điểm mạnh, đặc biệt là về thiết kế không giống ai của nó, cấu hình nguyên trang cao cấp, mạnh mẽ cùng viên pin khủng. Còn Paponet thì mang lại cho người dùng cảm giác cầm thân thiện, màn hình chất lượng cùng bộ nhớ trong lên tới 64GB. Với hai hướng thiết kế riêng biệt,
có thể thấy Iron 2 phù hợp với nam giới hơn, còn Parkonet lại có xu hướng hướng đến nữ giới. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng ngần ngại like video cũng như subscribe đi channel để ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn.